Ngày 12 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06. Triển khai chuyển đổi số quốc gia, tình hình, kết quả triển khai đề án 06 trong 6 tháng qua. Nổi bật là Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã cung cấp 4.409 dịch vụ công trực tuyến, có hơn 7,77 triệu tài khoản, hơn 212 triệu hồ sơ đồng bộ, trên 10,98 triệu giao dịch trực tuyến, thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 6.056 tỷ đồng, đã thu nhận trên 48 triệu hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện trên toàn quốc. Kết luận chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số đã được Đại hội thứ 13 của Đảng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Chính phủ đã xây dựng, triển khai đề án 06 nhằm từng bước thực hiện hóa các nhiệm vụ về chuyển đổi số. Theo đó, đề nghị tiếp tục đẩy mạnh, vượt qua rào cản, điểm nghẽn, tư duy bảo thủ, tạo đột phá trong công cuộc chuyển đổi số về nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên về phát triển cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, phát triển nền tảng số, đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin. Huy động nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện đề án 06, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo.